chúng ta chứng minh 0,9999 kéo dài ra vô tận đấy bằng 1. Thì đây là một bằng chứng các bạn nhé. Thì ta có này. We have 0,99 chấm chấm chấm. Đấy, thì nó sẽ bằng đấy. Đây là 0,9 là 9/10. Ok. Rồi 0,09 là 9/100. Tương tự như vậy. Còn 9/1000. Không chấm chấm chấm. Đấy. Ở đây có nhân từ chung là 9, đặt 9 ở ngoài. Thì đó là 1/10. 1/100. 1/1000. Thì đây là tổng cấp số nhân lui ra vô hạn. Đấy. Cho nó sẽ bằng 9 nhân U1 trên 1 trừ quy. Ở đây U1 là bằng 1/10 quy cũng bằng 1/10. Đấy, cái này sẽ bằng 9 U1 là 1/10 trên 1 trừ 1/10. Đấy. Thì bằng 9 nhân 1/10 trên 9/10. Đấy. Rút con cho 9, rút con cho 1/10 cho đó kết quả là bằng 1.